Hello, xin chào các bạn, mình là Phúc Phan TV đây. Thì hôm nay tiếp tục mình lại lên cá cho anh em chơi. Thì mình có thể ship code được khu vực miền Nam, khu vực miền Bắc, anh em ở xa thì cọc trước cho mình 50%, 100k thì mình có thể ship được cho anh em toàn quốc luôn. Các bạn ở trong Việt Nam thì mình ở đâu mình cũng ship cho được các bạn. Rồi mình bao cho các bạn cá sống tận tay nên anh em yên tâm. Dòng cá đầu tiên mình gửi đến các bạn là dòng Dumbo tay to bên mình. Bộ này có tay bơi màu xanh lá, nuôi ngoài trời thì cực kỳ đẹp luôn bạn. Nó rất là nổi luôn. Các bạn mình đang quay dưới nắng thì chiếu rất là đẹp luôn. Dòng này đặc điểm của nó là rất là khỏe luôn bạn. Sinh sản lại nhiều nữa thì giá là 50.000 một cặp. Các bạn bắt combo 5 cặp 200k, tặng cho bạn thêm một cặp. Đây dòng này mình nhiều nên mình bán combo dễ cho anh em chơi. Dòng cá thứ hai mình gửi đến các bạn là bộ Cyberdo Jet Tail các bạn. Thì bộ này là bộ cá mới ở trên thị trường, cũng mới bên chạy của mình luôn. Thì mình bán này chắc 5-6 clip gần đây rồi. Dòng này thì nó đẹp hơn con full red rất nhiều. Nửa người trên full latium, nửa người dưới màu đỏ, nuôi hộp kính hay nuôi thùng xốp đều đẹp hết các bạn. Đặc điểm của con này là rất là đẹp luôn, hai màu. Thì giá là cũng 50.000 một cặp. Các bạn bắt combo 5 cặp thì mình sẽ tặng cho các bạn một cặp luôn. Bộ này thì anh em nuôi tất cả các loại nền, tất cả các hồ đều đẹp hết các bạn. Tiếp theo mình lên cho anh em bộ Wilcoin Short Sea-Thu nha các bạn. Dòng này có đặc điểm của nó là cái bụng nó xuyên thấu, nhìn thấy đồ bộ nồi lòng ở trong, thấy trứng, thấy con của nó trong luôn. Đặc điểm nó có hai, có một cái cặp mắt ở trên nữa, rất là nổi luôn. Thì dòng này các bạn có thể nuôi hồ kính, nuôi thùng xốp, nuôi tất cả các loại nền đều đẹp bạn. Tại dòng này nó cũng rất là dễ nuôi. Thì giá là 40.000 một cặp. Nhưng từ này mình khuyến mãi, mình xả ra cho anh em là combo 5 cặp chỉ có 150k thôi nha các bạn. Thì dòng Wilcoin Short Sea-Thu này nói chung là mới, cũng mới có tầm khoảng 1-2 năm nay thôi. Thì cũng rất là nhiều anh em chưa có đâu. Thì tiếp theo là dòng nâng cấp hơn một tí là Wilcoin Short Sea-Thu Ribbon các bạn. Nó có cộng rô bụng ở dưới nữa thì giá là 60.000 một cặp. Các bạn bắt combo 5 cặp là mình tặng cho các bạn thêm một cặp nha các bạn. Riêng dòng Wilcoin Short Sea-Thu Ribbon này mình có còn là tầm khoảng chừng 3 combo thôi. Nên anh em nào nhanh tay thì cứ inbox cho mình. Zalo mình có để ở dưới màn hình đó. Các anh em cứ nhắn tin báo số lượng cho mình, cho mình địa chỉ, số điện thoại là mình ship cho anh em thôi. Ở dòng thằng này tại mình từng em có Ribbon nên mình xả cái bộ gen ra. Nên anh em nào thích lấy gen về làm gì chơi thì liên hệ cho mình nha. Rồi tiếp theo là dòng mà coi gen e, thì dòng này nó có hai cái tay bơ, không có hai tay bơ nha các bạn, hoặc nó có cái tay bơ nhỏ tay lớn, hoặc nó có một tay. Nói chung là dòng này nó hai con trống con mái là tay bơ nó không có các bạn, nói chung là không được đều. Thì giá là chỉ có 25.000 một cặp. Các bạn bắt combo 6 cặp là 150k, tặng cho các bạn thêm một cặp. Các bạn bắt combo 10 cặp 200k, tặng cho các bạn thêm một cặp luôn. Nói chung là giá mình có để dưới màn hình đó. Thì bộ này thì được anh em rất ủng hộ rất là nhiều, mình bán cũng rất là chải các bạn, thích hợp cho anh em nuôi về thủy sinh hoặc nuôi trải nghiệm trước khi nuôi lên coi đít ia. Thì dòng cá tiếp theo là dòng mà coi đít ia full hai tay bơi nha các bạn. Thì dòng này là nó có lên con trống con mái, nó có hai cái tay bơi, nó lội rất là đẹp luôn bạn, thích hợp cho anh em lấy về làm giống hoặc đổi máu luôn. Dòng coi đít ia full hai tay bơi này số lượng bên mình thì cực kỳ nhiều, nên mấy tuần vừa qua thì mình áp dụng mấy combo thì chắc anh em ủng hộ rất là nhiều. Thì hôm nay mình bán chắc vẫn tiếp tục bán lại combo y cũ các bạn, giá thì 50.000 một cặp. Các anh em bắt combo 5 cặp thì 250k, tặng cho anh em thêm một cặp. Còn combo hot nhất là 10 cặp 300k đó, thì anh em cứ liên hệ cho mình. Rồi tiếp theo là dòng mà coi rất e full lưng nha các bạn. Thì nó có nguyên một cái lưng bọt đỏ, có hai tờ bơi đỏ nữa. Nói chung là đẹp hơn cái dòng hồi nãy luôn các bạn. Đó thì giá là 100.000 một cặp, nhưng từng này mình bán khuyến mãi tiếp tục các bạn. Combo 5 cặp 300k. Thì từng này đa số mình lên combo 300k cho anh em chơi nè. Thì dòng này thì anh em lấy về làm giống hoặc đổi máu đều được các bạn. Nói chung là thằng kia với thằng này đều đẹp các bạn. Có đem full HTB với này full lưng đều đẹp hết các bạn. Nói chung là cá mình là làm ra số lượng nhiều nên mình bán dễ cho anh em chơi. Tiếp theo là dòng cá cũng rất là hot, là thích hợp cho anh em nuôi thủy sinh hoặc anh em mới chơi thì nuôi mấy cái dòng này gọi là full gold gen nha bạn. Nó có nguyên một người màu vàng luôn, nói chung là rất là đẹp. Thì hiện tại full gold gen mình có số lượng máy rất là nhiều, anh em có thể mua máy hoặc có thể anh em có thể bắt combo máy nhiều hơn cũng được. Thì giá là 25.000 một cặp. Các bạn mua 6 cặp thì mình tặng cho bạn thêm một cặp, 6 cặp 150k các bạn, tặng cho bạn thêm một cặp là bạn được 7 cặp. Ngoài ra combo 10 cặp các bạn có thể bắt 10 cặp giá cũng 200k, tặng các bạn thêm một cặp nữa. Nhưng các bạn có thể bắt máy nhiều hơn như thằng full gold gen các bạn. Còn mấy dòng kia thì mình không có, đa số là mình không có dư máy nhiều. Rồi tiếp theo là dòng full gold ribbon các bạn, nó có hai cái tơ bơi lên tầm khoảng 60-80% các bạn. Thì giá là 50.000 một cặp. Các bạn bắt combo 5 cặp là mình sẽ tặng cho bạn thêm một cặp luôn. Nói chung là full gold ribbon bây giờ thì nó cũng hơi rẻ, mình số lượng mình cũng bán tầm còn đâu khoảng tầm 1-2 hồ đó là cũng hết full gold ribbon, và tầm phải tới Tết mới có lại. Nên anh em nào thích full gold ribbon thì đợt này mình đáng giá rẻ thì anh em cứ lựa chọn đi nha, để mình mốt hết là không có nữa bạn. Rồi tiếp theo là mình lên combo cho anh em chơi rất là hot nè. Combo mấy cái này là mấy từng vừa rồi anh em rất là thích là 4 cặp coi rít ear
full hai TB cộng 4 cặp full gold ribbon, giá chỉ có 300k thôi. Nói chung là mình lên combo 300k cho anh em dễ lựa chọn luôn. Anh em mà thích đỏ, thích vàng, nói chung là thường thường anh em mới chơi thì thích hai màu này nè, nên mình lên combo cho anh em chơi. Có coi đít ia, có full gold ribbon luôn. Nói chung màu đỏ, màu vàng, hai cái màu rất là may mắn luôn các bạn. Nói chung cái mấy combo này thì mấy tuần vừa qua anh em ủng hộ mình rất là nhiều, nên mình lên cũng bây giờ mình tiếp tục lên cho anh em, để tới cũng sắp hết rồi, mình lên cho anh em chắc khoảng 1-2 clip nữa là cũng hết luôn. Rồi tiếp theo là mình lên combo tiếp tục là full gold gain với full gold 5 cặp full gold gain, 5 cặp coin gain ear, giá chỉ có 200 cành thôi. Đó, anh em có thể bắt máy full gold gain không cũng được, nó về cho sinh sản. Anh em nhà có trống thì lấy trống ghép vô với máy full gold gain này, có thể là anh em bắt máy full gold gain nhiều hơn, tại vì mình đang giữ máy full gold gain nha. Rồi 5 cặp coin gain với 5 cặp full gold gain, giá chỉ có 200 cành, tặng cho bạn thêm một cặp luôn. Rồi tiếp theo là Metal Luta các bạn, là dòng này có cái đuôi màu xanh rất là đẹp luôn bạn ơi, màu xanh lu này, gọi là Metal Luta, cái bụng nó hoa văn rất là nhiều. Anh em mà lấy cái này nuôi hộp kính thì cực kỳ là khỏi chơi luôn. Nói chung là loại rất là đẹp luôn. Mấy dòng này thì nó hoa văn rất là nhiều luôn bạn, như cái dạng da rắn rồi đó. Đó, dòng Metal thì nói chung là mấy dòng Metal thì cực kỳ đẹp, đẹp từ xưa rồi. Thì dòng này bảo đảm các bạn lấy về đẹp đi bao đẹp luôn. Anh em cửa hàng mà muốn lấy về bán là lấy cái dòng này thì mình có chia lại luôn các bạn. Giá 30 ngàn một cặp, các bạn bắt combo 5 cặp thì mình tặng cho các bạn thêm một cặp. Rồi tiếp theo mình lên cho các bạn là dòng Metal Red Lay các bạn. Dòng này thì nó có màu đỏ. Đó, màu đỏ. Hoa văn thì cũng lên tới trên bụng các bạn, giá thì cũng 30 ngàn một cặp, các bạn bắt combo 5 cặp thì mình tặng các bạn một cặp. Thì dòng Metal Red Lay thì mình chắc mình làm đợt này nữa chắc mình không làm nữa các bạn. Tại dòng này mình tập trung mới làm mấy dòng khác, mấy cái dòng này giờ nói chung là không phải là không làm, mình đa số mình chuyển qua mấy cái dòng mới rất là nhiều, nên mình không có đủ hộ làm cái dòng này. Nên anh em nào thích lấy về thì cứ liên hệ cho mình trong clip này nha. Thì clip thì mình quay lên còn cá nào thì mình sẽ quay lên cá đó cho anh em chơi. Còn mà làm bạn mà không thấy cá trong clip là bên trại mình đã hết các bạn. Rồi đợi chuyến sau hoặc đợi vài clip nữa. Rồi tiếp theo là mê tàu lắc. Thì dòng này có quy người màu đen, bụng thì có hoa văn ở giữa, rồi là dòng cũng là dòng Metal các bạn, kim loại đen, thì giá là cũng 30 ngàn một cặp, các bạn bắt combo 5 cặp thì tặng cho các bạn thêm một cặp luôn. Đó, dòng thì dòng mấy dòng này thì nó cực kỳ khỏe bạn, nó mắt đen dễ, rất là dễ nuôi. Anh em mà mới chơi hoặc chơi lâu thì mới chơi thì thích mấy cái dòng này thì rất là dễ nuôi nè. Tiếp theo là dòng rồng đỏ. Đó, dòng đỏ thì dòng đỏ bộ này hắc muôn bạn, đuôi tia luôn, rất là đẹp luôn bạn ơi. Số lượng thì cũng còn đâu tầm hôm qua đây anh em bắt hả, để mình coi tầm khoảng đâu được khoảng gần 30 cặp nữa, dài combo nó hết rồi. Thì dòng đỏ này tại do mà tuần rồi á, hai tuần mình không được ship cá, nên dòng đỏ giờ mình nuôi lên size nó cũng hơi trọng tí rồi. Giá 30 ngàn cặp, 50 cặp tặng cho bạn một cặp. Đó, size cũng gần 3 tháng các bạn. Rồi tiếp theo là bộ rồng xanh Indo bạn, bộ này thì cực kỳ đẹp luôn bạn ơi, bụng hoa văn rất là nhiều luôn. Thì mấy cái dòng này thì nói chung là cực kỳ, mấy rồng loại rồng của bạn nó cực kỳ khỏe các bạn, tại vì nó mấy bộ này thì nó có lâu rồi, nên nó bị nó thừng rồi, nên nó sức sống của nó rất là mãnh liệt. Thì giá là 40 ngàn một cặp, tặng cho bạn thêm một cặp. Như bộ rồng xanh này thì mình cũng dư máy, mình tặng cho bạn thêm máy nha, mình tặng cho bạn một cặp máy. Và anh em là muốn bắt thêm 3 máy 4 máy mình cũng tặng cho các bạn vẫn được bạn, tại máy mình hiện tại mình rất là nhiều, tặng máy cho anh em là bình thường. Rồi tiếp theo là bộ Bluetooth Bass Ribbon các bạn. Bluetooth Bass Ribbon thì giá là 50 ngàn một cặp, các bạn bắt combo 5 cặp tặng cho các bạn thêm một cặp luôn. Nói chung là mình cũng còn vài cặp nữa là cũng hết rồi bạn, nên em nào tranh thủ lấy bộ Bluetooth Bass Ribbon này về chơi. Thì bộ này có đuôi màu xanh rất là đẹp luôn các bạn ơi, màu xanh thiên thanh. Dòng này thì gen mình hết rồi, mình chỉ còn ribbon thôi, mình làm lên vài clip đó mình cũng bỏ bộ Bluetooth Bass luôn bạn, không làm nữa, tại vì nói chung mình giờ mình tập trung làm mấy dòng mới nên mình cần hồ rất là nhiều. Tiếp theo mình lên một dòng cá mới bên trại của mình luôn. Thì dòng này gọi là Dumbo Panda các bạn. Nó có hai cái TB màu xanh, cái lưng này nó có lớp latium rất là đẹp các bạn. Thì dòng này như là con gấu trúc các bạn. Đó, thì dòng này cũng bây giờ là dòng mới, nên mình cũng chưa có số lượng nhiều, mình chỉ lên được đâu tầm khoảng vài combo thôi các bạn, là tầm khoảng hai mấy 30 cặp á. Thì giá là 50k một cặp nha các bạn. Đó, thì các bạn bắt combo 5 cặp thì mình sẽ tặng cho bạn thêm một con máy các bạn. Tại vì cái này dòng này chưa có số lượng nhiều, nên mình chỉ tặng cho bạn thêm một con máy để hữu nghị thôi. Tiếp theo mình lên mấy con cá thủy sinh như trong clip này các bạn. Nói chung là nó cũng nhiều cá lắm, mình lựa ra mình bỏ vô mấy con cá lộn xộn, gọi là cá thủy sinh nè. Thì giá là 50 con 150k. Thì cái này mình ưu tiên cho anh em khu vực miền Nam nha. Anh em khu vực miền Bắc thì hạn chế mua mấy cá này, tại vì ship xa mấy con cá này mình đóng một bịch tầm 15 con, nên nó đi xa nó nhiều khi nó gặp tháng này nắng nữa nên nó sẽ bị hao hụt các bạn. Còn mình ưu tiên khu vực miền Nam thì ship 3 ngày thì mấy cái này mình cá vẫn bình thường. Nói chung là cá thủy sinh thì mình đóng một bịch tầm khoảng 13-14 con.
Tiếp theo mình lên combo thủy sinh cho anh em chơi nữa nè. Đây là combo wheel coi sọt si thu các bạn, mà nó không lên cái đầu, không lên cái đầu coi các bạn. Nó mấy con này gọi là mít đầu. Thì giá là 30 con 150k nha các bạn. Dòng này thì nó chàng nuôi cực kỳ đẹp luôn, nuôi thùng xốp, nuôi hồ kính đều đẹp hết. Nhưng mà cái điều nó không có lên cái đầu thôi. Không có đầu như thằng wheel coi sọt si thu thôi. Thằng này mấy cái này nó nhìn cái bụng cũng xuyên thấu luôn các bạn. Đó, cá thì uống ngắn ngắn tròn tròn, nó dòng sọt mà rất là dễ thương luôn. Đó, anh em thích hay lấy cái dòng này thì nuôi thì cứ inbox mình. Combo thủy sinh thứ hai, tiếp theo là combo thủy sinh thứ ba là dòng quyết kiếm thân dài các bạn. Thì dòng này thì nuôi ở ngoài trời thì cực kỳ khỏe luôn, nuôi khơi ít chết, nó hạn chế nó chết các bạn. Nó không có những bể màu, cái này nó khỏe, nó trâu lắm. Tuổi thọ con này thì lại tới 5 năm luôn. Nó sống cực kỳ lâu nếu anh em chăm sóc tốt. Thì giá là 25k một con, các bạn bắt 10 con thì mình tính cho các bạn 200k. Nói chung là mấy con này thì anh em nuôi có thể nuôi chung với mấy con bảy màu vẫn được các bạn. Mấy con bảy màu mà lớn các bạn, mấy con bảy màu mà trưởng thành nhìn bán á